quý vị, những ngày qua, người dân làng Đồng Kỵ, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh xôn xao với thông tin quỹ di tích bị thất thoát hàng chục tỷ đồng. Giải trình với người dân, ông Dương Văn Hòa xác nhận mượn hơn 48,65 tỷ đồng từ ông Mười. Sau đó, ông Hòa cho bà Ngô Thị Phương Đê vay 39,45 tỷ và ông Nguyễn Văn Đề vay 6,6 tỷ đồng. Sáng ngày 19 tháng 4, ông Nguyễn Tiến Quyết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Kỵ cho biết, Đơn vị đã có báo cáo sự việc đến Ủy ban nhân dân thành phố Từ Sơn và lãnh đạo công an thành phố Từ Sơn Bắc Ninh. Đồng thời đã chỉ đạo ban quản lý tổ chức họp công khai, báo cáo vụ việc trước toàn thể nhân dân và chính quyền. Theo ông quyết, hiện nay Ủy ban nhân dân phường đã yêu cầu đại diện tổ quản lý di tích, ban di tích làng cùng ông Dương Văn Hùng, tổ trưởng tổ giám sát khẩn trương thực hiện kiểm tra số tiền trong quỹ do tổ quản lý di tích quản lý và đồng sở hữu các sổ tiết kiệm. Ông Hùng cho biết, ngày 27 tháng 2 âm lịch vừa qua, Ban Quản lý Di tích Làng Đồng Kỵ đã bầu các vị trí mới, gồm ông Nguyễn Văn Đàn, trưởng ban, ông Nguyễn Khánh Trấn, kế toán, ông Dương Văn Hùng, tổ trưởng tổ giám sát và ông Dương Văn Mười, thủ quỹ. Cả bốn người đồng sở hữu tất cả sổ tiết kiệm từ quỹ của dân trị giá khoảng 57 tỷ đồng. Đây là số tiền của người dân đồng kỵ bán cây gỗ xưa trong đình và lập ra các sổ tiết kiệm. Sau đó, Ban Quản lý Di tích phát hiện những sai phạm trong quản lý quỹ. Sổ chỉ đứng tên một người, chỉ còn lại hai trong tổng số 17 sổ tiết kiệm 15 sổ đã mang đi thế chấp. Thủ quỹ ban quản lý di tích làng Đồng Kỵ đã thế chấp các sổ tiết kiệm trị giá 53,3 tỷ đồng để vay trên 48,6 tỷ đồng rồi đưa cho người khác mượn, đến nay chưa thể thu hồi được. Trong cuộc họp chiều ngày 16 tháng 4, ông Dương Văn Mười cho biết, nhiệm kỳ 2021-2023, ông là thủ quỹ, còn ông Dương Văn Hòa là trưởng ban di tích chủ tài khoản. Giải trình với người dân, ông Dương Văn Hòa xác nhận mượn hơn 48,65 tỷ đồng từ ông Mười. Sau đó, ông cho bà Ngô Thị Phương Dê vay 39,45 tỷ và ông Nguyễn Văn Dê vay 6,6 tỷ đồng. Ông Hòa hứa trước người dân đồng kỵ sẽ khắc phục để trả nợ cho dân cả gốc và lãi trong vòng 2 năm, không làm thất thoát tiền của dân. Ông Nguyễn Văn Đàn, trưởng ban quản lý di tích làng đồng kỵ cho biết, ngày 18 tháng 12 năm 2023, ông nhận bàn giao giữa ban quản lý di tích cũ và mới, đồng thời thừa nhận chủ quan bàn giao không chặt chẽ. Theo ông Nguyễn Tiến Quyết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Kỵ, Hiện nay, Ủy ban Nhân dân phường đã có nhiều biện pháp để chấn an người dân do số tiền vẫn có khả năng thu hồi. Đến thời điểm này, người dân vẫn chưa có đơn gửi đến cơ quan chức năng. Thưa quý vị, liên quan đến sự việc nghi biển thủ tiền công đức tại đền ông Hoàng 10, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, cơ quan chức năng đã đình chỉ công tác hai người liên quan. Ngày 1 tháng 3, Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An cho biết đã thành lập đoàn xác minh nội dung một số cán bộ trực tại đền ông Hoàng 10, có dấu hiệu biển thủ tiền công đức. Theo đó, sau khi có phản ánh, huyện Hưng Nguyên đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh và xác nhận sự việc là có thật. Cụ thể theo quy chế hoạt động của ban quản lý đền, ca trực có nhiệm vụ gom tiền giọt dầu trên các ban thờ trong đền, bỏ vào két, thùng giọt dầu. Trong ca trực ngày 25 tháng 2, ban quản lý có 6 người, gồm tổ tăng nghiệp và tổ bảo vệ. Lúc này, ban quản lý đã tiến hành gom tiền công đức, tiền giọt dầu trên các ban thờ để bỏ vào két, thùng giọt dầu. Trong quá trình thu gom tiền giọt dầu, đã xảy ra sự việc, một số cán bộ thuộc ca trực bỏ tiền vào vỏ hộp bánh rồi đưa về giường cá nhân, cất như cơ quan báo chí phản ánh. Để sang minh làm rõ sự việc và có biện pháp xử lý phù hợp đối với cá nhân, tổ chức để xảy ra sai phạm, ủy ban nhân dân huyện Hưng Nguyên đã thành lập đoàn sang minh sự việc, đồng thời tạm đình chỉ công việc đối với hai cá nhân có liên quan. Bên cạnh đó, ủy ban nhân dân huyện Hưng Nguyên đã tiến hành lắp camera giám sát tại nơi đặt thùng niêm phong nguồn tiền công đức của đền để đảm bảo công tác quản lý giám sát. Huyện Hưng Nguyên hiện cũng đã bổ sung các biển khuyến khích du khách không đặt tiền trên các bàn thờ. Hiện sự việc đang được các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân, mức độ sai phạm của từng cá nhân tổ chức. Sau khi có kết quả kiểm tra xác minh, Ủy ban nhân dân huyện Hưng Nguyên sẽ có báo cáo chi tiết về sai phạm cũng như hình thức xử lý đối với từng cá nhân tổ chức để xảy ra sai phạm. Thưa quý vị, công đức khi đi lễ chùa hay tới các cơ sở thờ tự, cơ sở tôn giáo tín ngưỡng là một thói quen từ xưa của người dân Việt. Đây là một khoản đóng góp tự nguyện hay như người dân vẫn nói là tùy tâm. Để ghi nhận tấm lòng của người dân và du khách thập phương, nhiều khu di tích đã bố trí công tác tiếp nhận công đức chú đáo, cẩn thận theo cách sắp xếp riêng của mình. Mới đây, huyện Hưng Nguyên Nghệ An đã đề nghị công an vào cuộc xác minh, đồng thời yêu cầu ban quản lý đền Hoàng 10 báo cáo thông tin nghi vấn cán bộ quản lý đền Hoàng 10 biển thủ tiền công đức. Những ngày đầu năm, khu di tích đền Ông Hoàng 10, huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An luôn đông nghẹt du khách thập phương về làm lễ. Trên các bàn thờ, từ tiền lẻ đến tiền chẵn với đủ loại mệnh giá được dâng lễ. Vì lượng du khách về đền ngày càng đông nên quản tiền công đức dâng lên các bàn thờ không hề ít. Chỉ trong một buổi sáng, nhóm phóng viên chứng kiến cán bộ ban quản lý khu di tích nhiều lần đi sắp xếp thu gom. Nhưng điều khó hiểu là tại thời điểm đó, sau khi thu gom, thay vì đưa ngay vào hòm công đức thì hầu như cán bộ ban quản lý lại mang đi cất ở phía sau bàn thờ chỉ có một lượng ít tiền lẻ được cầm bỏ vào trong hòm công đức sau đó. Trong căn phòng bảo vệ, luôn có sẵn một vài vỏ hộp bánh, được bóc khéo léo một phía. Tưởng chừng là thứ bỏ đi, nhưng với nhân viên ban quản lý đền, thì vỏ hộp bánh lại có một công dụng khác. Chẳng ai nghĩ, bên trong hộp bánh mà cán bộ ban quản lý đền cầm trên tay, thực chất đang nhét đầy tiền công đức. Dù quả quyết, số tiền cất dấu trong hộp bánh sau đó đã được đưa vào hòm công đức, nhưng sau khi xem bằng chứng được ghi lại cảnh tượng người này rảo bước đưa hộp bánh đã đúc đầy tiền về thẳng phòng bảo vệ rồi cất cẩn thận trên đầu giường thì lúc này mới chịu thừa nhận hành vi biển thủ tiền công đức của mình tối ngày 28 tháng 2 lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An đã yêu cầu đơn vị chức năng vào cuộc kiểm tra xác minh nội dung báo chí phản ánh nghi vấn cán bộ ban quản lý đền Hoàng 10 biển thủ tiền công đức như cơ quan báo chí phản ánh trước đó dư luận xôn xao một số cán bộ trực tại đền Hoàng 10 xã Hưng Thịnh huyện Hưng Nguyên nghi vấn có dấu hiệu lấy tiền công đức của đền. Theo đoạn video phản ánh, một người làm việc tại đền có nhiệm vụ lấy tiền mà du khách để trên các bàn thờ trong đền, rồi bỏ vào trong các kết sắt công đức. Tuy nhiên, một người đã lấy tiền trên các bàn thờ rồi nhét vào vỏ hộp bánh quy đã bóc sẵn. Người này sau đó đã đưa về cất tại giường của cá nhân. Sau khi có thông tin phản ánh, lãnh đạo huyện Hưng Nguyên đã yêu cầu ban quản lý đền Hoàng Mười báo cáo thông tin liên quan đến sự việc. Để có thông tin khách quan và thông tin chính thức Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên đã đề nghị công an huyện này vào cuộc xác minh làm rõ sự việc. Theo như đoạn video phản ánh của cơ quan báo chí, nhóm người này là cán bộ trực tại ban quản lý đền. Còn đúng hay không thì phải kiểm tra lại mới biết chính xác. Cùng lúc đó, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo và giao ban quản lý đền báo cáo lại vụ việc để trả lời báo chí. Giao cho công an kiểm tra xem có vấn đề không. Nếu không có vấn đề thì cũng để trả lời báo chí. Còn nếu có vấn đề thì để biết mà chấn chỉnh xử lý. Theo như hình ảnh phản ánh thì đó là cán bộ ban quản lý đền, còn đúng hay không thì phải kiểm tra lại. Với thủ đoạn tinh vi như vậy, ngoài sự việc bị phát hiện tổng số tiền công đức mà nhóm người này lấy được của đền là bao nhiêu, thì chỉ họ mới là người biết rõ nhất. Ngay cả khi trực tiếp tham gia cùng quá trình đút tiền vào hộp bánh, nhưng đến khi bị phát hiện, người này lại đổ lỗi hoàn toàn cho người còn lại. Cách đây 10 năm trước, công tại đền ông Hoàng Mười, một vụ tiêu cực biển thủ tiền công đức với số tiền cực lớn đã bị cơ quan công an phát hiện. Sau lần đó, số tiền công đức mỗi năm được ban quản lý thống kê đã tăng gấp hàng trăm lần so với thời điểm trước. Đại diện ban quản lý khu di tích khẳng định, hiện tại việc quản lý tiền công đức tại đây đã được chặt chẽ hơn dưới sự theo dõi của tổ giám sát với các thành viên thuộc nhiều ngành khác nhau. Nhưng thực tế đã đủ yên tâm hay chưa thì chưa dám khẳng định. Vì tủ chứa tiền công đức chưa kiểm đếm dù đã được niêm phong nhưng lại để trong căn phòng không hề có camera an ninh. Bộ Tài chính vừa có báo cáo chính phủ về kết quả thực hiện thí điểm kiểm tra việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử văn hóa, đình chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023. Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có tổng số 450 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có 5 di tích quốc gia đặc biệt, 47 di tích cấp quốc gia, 70 di tích cấp tỉnh và 328 di tích đưa vào danh mục kiểm kê của địa phương. Tại 450 di tích lịch sử văn hóa nêu trên đều có người đại diện hoặc ban quản lý để chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động tại di tích. Cụ thể có tổng số 468 chủ thể đan sen quản lý về thu chi tiền công đức, tài trợ tại các di tích. Năm 2022, tổng số thu là 70,8 tỷ đồng, không bao gồm các khoản công đức tài trợ bằng hiện vật, công trình xây dựng. Theo đánh giá của các chủ thể được giao quản lý di tích, năm 2022 là năm thứ ba liên tiếp chịu tác động của đại dịch COVID-19. Số thu tiền công đức tài trợ cả năm 2022 chỉ bằng khoảng 40-60% số thu công đức tài trợ năm 2019, thời điểm trước khi xảy ra đại dịch. Tổng số chi năm 2022 là 54,4 tỷ đồng, trong 4 tháng đầu năm 2023, tổng số thu là 61 tỷ đồng, không bao gồm các khoản công đức, tài trợ bằng hiện vật, công trình xây dựng, gần bằng số thu cả năm 2022. Tổng số chi là 29,4 tỷ đồng. Một số di tích có số thu trong 4 tháng đầu năm 2023 trên 1 tỷ đồng, bao gồm di tích Đền Cửa Ông Cặp Tiên là 19,8 tỷ đồng, bằng 32% tính trên tổng số thu tiền công đức, tài trợ tại các di tích trên địa bàn tỉnh. Khu di tích lịch sử và danh thắng Cảnh Yên Tử gần 7,2 tỷ đồng, riêng tại chùa Đồng là 4,3 tỷ đồng. Đền Thánh Mẫu ở Trà Cổ Móng Cái là 5,3 tỷ đồng. Khu di tích lịch sử Bạch Đằng Hạ Long là 3,2 tỷ đồng. Chùa Hưng Học ở Nam Hòa Quảng Yên là 2,7 tỷ đồng. Khu di tích lịch sử Nhà Trần tại Đông Triều trên 1,7 tỷ đồng. Chùa Long Tiên ở phường Bạch Đằng Hạ Long là 1,5 tỷ đồng. Đền Đức Ông ở phường Hồng Gai Hạ Long là 1,5 tỷ đồng đền xã tắc ở Ca Long Móng Cái là 1,3 tỷ đồng. Số liệu nêu trên được tổng hợp từ báo cáo của 221 chủ thể, bằng 47% trên tổng số chủ thể quản lý di tích. Sau khi loại trừ số di tích không có công đức, còn trên 50 di tích không có số liệu báo cáo. Trong đó có Chùa Ba Vàng ở Uông Bí, thuộc di tích cấp tỉnh, được đánh giá là có số thu công đức tốt. Theo đánh giá của Bộ Tài chính, với số thực thu trong 4 tháng đầu năm 2023 là 61 tỷ đồng. Cộng với việc báo cáo đầy đủ các khoản công đức tại các di tích, thì tổng số thu tiền công đức tài trợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cả năm 2023 dự kiến trên 180 tỷ đồng. Đối với các di tích có thu chi tiền công đức, tài trợ nhưng không báo cáo hoặc báo cáo chưa đầy đủ, trong đó có Chùa Ba Vàng, Bộ Tài chính cho biết tài khoản 2 điều 18 thông tư số 04-2023-TT-BTC quy định tổ chức cá nhân là chủ sở hữu, hoặc được giao quản lý, sử dụng di tích có trách nhiệm cung cấp kịp thời thông tin khi được cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu theo quy định của pháp luật. Theo đó, đối với các chùa Phật giáo đã được xếp hạng di tích, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có văn bản hướng dẫn số 62 HDTS VP1 ngày 20 tháng 2 năm 2023. Trong đó đề nghị các tăng ni Phật tử trụ trì chùa, cơ sở tự viện của giáo hội thực hiện nghiêm nội dung thông tư số 04-2023-TT-BTC. Số thu tiền công đức tài trợ tại di tích thu được nhiều là tốt, được nhà nước bảo hộ. Việc thực hiện báo cáo đầy đủ các khoản thu chi tiền công đức, tài trợ theo quyết định số 775, quy đề BTC, ngày 12 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, thể hiện sự công khai, minh bạch, tạo niềm tin cho mọi người tin rồi sẽ tin hơn. Vì vậy, đề nghị địa phương rà soát có văn bản gửi các cơ sở di tích đề nghị báo cáo đầy đủ các khoản thu chi tiền công đức, tài trợ gửi Bộ Tài chính để tổng hợp. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.